Nguyên Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹm và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyên Khôi. Anh có coi lại mấy cuộc điện qua nhà anh không? Nhà tôi thì chung quanh không có cột điện, nhưng mà ở trên đài thì trước đài có cột điện, vẫn còn nguyên anh, còn nguyên đó. Thưa quý vị, chúng tôi xin lỗi là hôm trước nói cái vụ mà cột điện đó, thì thôi bây giờ báo người ta gỡ xuống rồi ha. Mà thôi thì mình cũng, nhưng mà cái chuyện đó, chuyện thủ tướng nói thì là khuôn vàng thước ngọc. Đúng rồi. Phải giữ gìn. Tại vì những câu nói hay đó, mà nhiều khi cả năm 70 năm sau người ta vẫn nhớ tới, như Tổng thống Thiệu nói cái câu đó là bây giờ người ta cứ lặp đi lặp lại mỗi năm thôi. Hay là như là cái gì câu nói chứ cũng ông Nguyễn Minh Triết nó nói một câu mà phân hóa nội bộ người ta. Ghê gớm quá. Thì hôm trước nhắc, sợ gì chúng tôi nhắc về cái cuộc điện là bởi vì ông Phúc, ông cũng ca ngợi là đất nước Việt Nam thay đổi. Nghĩa là từ cái chỗ mà nghèo đói ha, là từ chỗ không có tên bản đồ thế giới mà có, ca ngợi dữ lắm. Rồi tôi có đánh giá tới cái đường cao tốc, cao tốc là người ta bên Tàu nó làm một cái thành phố mà nó làm 3 năm mà, nó tới 2.000 cây số, mình 35 năm có 400. Thế thì bây giờ chúng tôi có cái tin này cũng là về đường xá cho nó vui nè, là đường Nguyễn Hữu Cảnh có thể hết ngập vào tháng 4 năm 2021. Lại một lời hứa. Đó là một lời hứa nha. Báo trong nước đăng như thế. Tức là bây giờ con đường này nó ngập. Ngoài việc thuê máy bơm 14 tỷ 2 mỗi năm, thành phố sẽ hoàn thiện nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh trước ngày 30 tháng 4 21 nhằm xử lý rốn ngập này. Hơn nửa tháng từ khi bước vào mùa mưa, ba cơn mưa lớn 27 tháng 5, 3 tháng 6 và 4 tháng 6 khiến một số đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh ngập sâu gần nửa thước. Đại khái là cái chuyện ngập nó rất xảy ra rất là bình thường. Thế thì bây giờ chúng ta cứ nghĩ bao nhiêu năm rồi mà nó ngập mà mình không giải quyết được. Thế bây giờ mình xây đường cao tốc thì nó cũng có cái lợi ích trên hả? Vì cao tốc tôi nghĩ là một là nó cao tốc, hai là nó ở trên cao. Như thế thì cũng hay. Thế thì bây giờ mình chuyển hết hệ thống đường mình làm cao tốc hết. Thì quý vị tin không? Quý vị tin hay không là quyền của quý vị. Chúng tôi sống ở xứ Mỹ, chúng tôi học được một cái điều về xứ sở tự do. Mình phải tôn trọng ý kiến người khác. Có những người bây giờ người ta tin Đảng Cộng sản Việt Nam tốt đẹp, xây dựng đất nước, thì cái đó tới quyền của người ta. Chúng tôi không tin. Và chúng tôi không tin không phải vì chúng tôi nói tôi là xuất thân từ gia đình Việt Nam Cộng hòa, cho nên là cái gì của người Cộng sản là chúng tôi không tin. Chúng tôi không nói chuyện đó. Chúng tôi chỉ thấy rõ ràng là cái bây giờ người ta nói là bây giờ tháng 6 của 2020, tới tháng 4 21 đó có thể hết ngập. Rồi bây giờ làm sao, bây giờ cũng lại hứa nữa, bao nhiêu năm, tại sao có thể làm được, bao nhiêu năm cũng làm đi phải không ạ? Bây giờ hứa thôi, bây giờ họ hứa thì thôi, bây giờ một lần cuối cùng rồi thôi. Dạ, và chúng em cũng ráng mở mắt ngâm chờ xem là đến tháng 4 năm 2021 thì con đường Nguyễn Hữu Cảnh nó còn bị ngập hay không. Mà con đường này là người ta coi con đường huyết mạch đó nè. Đường huyết mạch nối kết cửa ngõ phía đông với khu vực trung tâm Sài Gòn. Như vậy thì trong bây giờ huyết này nó bị pha nước rồi. Nó bị loãng. Báo Dân Việt có bài viết là ba cán bộ ăn chặn hơn 2 tỷ 800 triệu đồng tiền chế độ học sinh. Ôi giời ơi, ăn tiền của học sinh. Ăn tiền của học sinh. Người ta ăn tiền những cái chỗ khác thì mình đã thấy nó tội bạc, nó xấu xa, nó nhơ nhuốc, bẩn thỉu rồi. Bây giờ đến học sinh, các em học sinh mà còn ăn chặn của các em ở trường học như thế này, thì mình không biết là cái đầu óc của những người xây dựng chủ nghĩa xã hội, những con người xã hội chủ nghĩa, những đảng viên ưu tú, những thế này, những thế kia, mà trong cái ngành mà đáng nhất là phải gương mẫu nhất là ngành giáo dục. Nhưng mà tôi thắc mắc chỗ này anh, khi mình dạy cho mấy đứa nhỏ đó, từ khi mà nó đeo khăn quàng đỏ, khi còn nhỏ là nó lại được chống quan Bác Hồ, nó học giỏi, khăn quàng đỏ nó đội rồi nó lên đoàn, thì luôn luôn là các cháu là học tập theo gương Bác, tức là năm điều Bác Hồ dạy thiếu nhi. Thế bây giờ mình ăn chặn tiền của nó rồi mình nói làm sao? Thì nó bảo là ngày xưa Bác cũng vậy, Bác nói đàn mới làm một lẻo. Tại sao các chú các bác bảo con học năm điều Bác Hồ dạy mà Bác Hồ dạy thiếu nhi chứ dạy tao à? Mày vớ va vớ vẩn. Mày coi có đi năm điều Bác Hồ dạy cán bộ không? Mày đừng có vớ va vớ vẩn với tao. Thiếu nhi thì ráng học đi. Hơn 2 tỷ 800 triệu đồng là tiền ăn trưa. Ôi trời, chế độ cho 2.890 trẻ mầm non. Ôi trời, và 110 học sinh. Tuy nhiên trưởng phòng kế toán và thủ quỹ phòng giáo dục đào tạo huyện Chư Pu
đã không cấp phát mà chiếm dụng để tiếp khách, chi quả biếu, mua sắm, thuê xe và chi lương cho cán bộ. Mầm non đó nha, rồi có thể. Thế là đảng và nhà nước ta lo cho thế hệ mầm non. Đấy, đấy. Thế là 45 năm thống nhất đất nước, chưa bao giờ đất nước ta có một cái cơ đồ như vậy. Một cái cơ đồ mà cán bộ ăn chặn tiền của mầm non. Chưa bao giờ. Kinh hoàng thiệt. Từ cái chỗ nghèo đói, không là thiếu ăn, mà bây giờ là trở nên là giàu có. Thì đó đúng là tại cho mấy tay cán bộ này nè. Hồi xưa nó trong rừng nó nghèo, bây giờ nó ra thì nó giàu có, nó no, nó ăn no nữa. Sau khi nhận tiền sau khi nhận tiền thì cơ quan này tức là tiền ở trên cấp trên đưa xuống để lo những cái chuyện cho học sinh đó, thì cơ quan này không cấp phát cho các trường học theo danh sách đã lập sẵn, mà dùng để chi lương trên 500 triệu, thuê xe gần 400 triệu, mua sắm trên 600 triệu, ui giời ơi, tiếp khách gần 450 triệu, quà biếu trên 300 triệu và hơn 200-300 triệu không có trong dự toán. Số tiền gây quỹ chỉ còn từ 1 tỷ mấy đó, 1 tỷ bao nhiêu, 2 tỷ 800 ngàn á. Thì bây giờ còn được bao nhiêu, anh Hoàng Tuấn đoán thử coi. Bây giờ thì còn được vài 55 triệu. 55 triệu, 2 tỷ 800 triệu. Mà giờ quỹ còn một, có 55 triệu. 1 tỷ là 1.000 triệu. Mà bây giờ cái tiền nó không có mấy em là không được đồ nào ấy. Thưa quý vị, cái chúng tôi phải dùng, chúng tôi không biết dùng chữ nào, cái khốn nạn của cái chế độ là như thế này. Cái chuyện này nó xấu xa người ta đưa ra đó. Nhưng cái quan trọng là sau khi người ta đưa sự việc này ra thì những tay mà nó vi phạm đó nó sẽ như thế nào? Nhưng tôi nghĩ là nó cũng chìm xuồng thôi. Rồi chìm xuồng. Rồi tất cả rồi cái mầm non thì thôi kệ cho nó non luôn đi. Tại vì cái người phụ trách chính ấy là ông tên là ông Tuấn. Không phải tôi ạ. Thì ông Tuấn nói nhiều trường không được cấp phát tiền, nhiều lần liên hệ đề nghị được trả tiền chế độ, thì ông Tuấn nói rằng là chưa được cấp kinh phí, tiền thì đã cầm rồi, xài hết rồi còn đâu mà kinh phí. Nhưng mà tôi trả lời cho cái câu hỏi rồi của anh, cái thắc mắc của anh đó. Sau đó đến tháng giêng 2016, ông Tuấn mất vì bệnh. Ôi giời, thế là xong, chìm xuống còn gì nữa. Thôi thì cho đến từ ngày đó cho đến bây giờ bao nhiêu năm rồi, nghĩa tử là nghĩa tận, thôi kệ ông chết rồi thôi. Tuy là tội ông. Hay à, cho nên không biết anh có nhớ là lâu lắm rồi, mấy năm trước tôi có kể anh cái chuyện mà người ta xây một cái chung cư mà không có ghế ngồi đó hả? Quên rồi, lâu người ta xây lại đi, không mà cái chuyện này của người miền Bắc, người miền Bắc kể cho tôi nghe. Thì người ta khi người ta đi kiểm nghiệm thu chung công trình đó, thì có một khu chung cư không có, mà vô phòng thiết thì không có ghế ngồi. Nói, ủa tại sao lại không có ghế ngồi? Báo cáo đồng chí là cái này là của cái cháu mầm non. Cháu mầm non thì nó có ngồi, nó cứ bò lê bò la chứ đó. Thế mà đúng tuổi thơ, cái ghế làm gì cho không nó cần ghế, tốn kém. Là cái xin lỗi, là cái phòng ăn chứ. Cái phòng ăn thì tới tầng thứ nhì thì lại cũng không có ghế ngồi. Người ta chia phòng ăn vào nhiều tầng anh ạ. Thế cái này của ai mà không có ghế ngồi? Là cái này là của công nhân. Công nhân thì làm việc thì không cần, nó đứng nó quen rồi. Nó ăn đứng xong nó đi làm. Chứ không còn cần. Nó ngồi thì nó mất thì giờ, mất thì giờ, không cần. Nó cũng hợp lý. Tới một tầng nữa thì cũng không có ghế ngồi. Cái này là của cho ai? Là cái này của các chiến sĩ công an giao thông. Thế sao nó không ghế ngồi? Các đồng chí cần phải ngồi. Các đồng chí ăn đứng không à? Toàn là đứng đường. Mà muốn đặc biệt là ăn là đứng đường ăn. Thế nó không cần phải ngồi. Tức là các chiến sĩ công an giao thông là như vậy, ăn đứng không à? Tới một cái tầng nữa là ngon hơn, là biệt thế hơn. Đây là của ai? Đây là cán bộ, đảng viên, chức có quyền cao cấp và nhiệm vụ trách nhiệm cao. Không có ghế ngồi. Thì các đồng chí thì ngồi đi đầu những cổ nhân dân thôi chứ cần quái gì ghế. Ngồi đi đầu những cổ nhân dân cần ghế gì mà. Đảng viên cao cấp, cán bộ là cứ ngồi trên đầu đến cổ nhân dân thôi, chứ cần quá thì ghế cho nó tốn kém. Anh Bùi Bác nhá, đọc báo rồi. Rồi bây giờ như thế này, cái vụ là mầm non phải không? Đúng rồi. Thì bây giờ người Hà Nội bây giờ người ta sống là cái tính cách hoài nghi anh ạ. Người Hà Nội ngày xưa giờ nổi tiếng là thanh lịch rồi, là lịch sự rồi, có những rất nhiều bài thơ, bài nhạc viết về Hà Nội. Bây giờ người ta lại hoài nghi. Báo kiến thức net .net nói như thế này: Hà Nội chi 114 tỷ rửa đường chống nắng, tiền có chạy nhầm chuồng.
ta bỏ ra ngoài kép. Nhiều ý kiến đồng tình việc Hà Nội chi 114 tỷ để rửa đường chống nắng, tuy nhiên yêu cầu phải làm cách nào để đồng tiền chi đúng, chi trúng. Bởi thực tế vụ mua máy xét nghiệm COVID-19 vừa qua, CDC Hà Nội đã bị phát hiện nâng khống giá và biển thủ. Thưa quý vị, thủ đô là cái nơi làm gương cho cả nước. À, thế thì bây giờ mới cái vụ COVID, thế là bệnh hoạn là mình cũng ăn, virus mình cũng sơi luôn. Thế bây giờ cái tiền mà rửa đường này, ta không biết nó có rửa không. Chán nó rửa tiền không ạ? Mà một Hà Nội vừa quyết định chi 114 tỷ. Chứ còn bên lúc nãy em kia có 2 tỷ không nhầm nho gì. Quanh nhỏ mà. À, cho năm 2020 cho công tác tưới nước rửa bụi bẩn trên đường và chống nóng. Trước đó Hà Nội đã từng dừng tưới nước rửa đường từ năm 2017 nhằm tiết kiệm khoảng 70 tỷ mỗi năm. Bởi khi đó Hà Nội đã mua xe cơ giới quét hút hiện đại sẽ góp phần làm sạch đường phố thay vì rửa đường. Nhưng mà bây giờ thì người ta quyết định 114 tỷ để mà rửa đường. Rửa đường người ta rửa bằng cách nào? Lấy xô chậu ra rửa hay sao? À, thì cái việc thì người ta có cái kế hoạch của người ta, nhưng mà sở dĩ chúng tôi không có đề cập nhiều bởi vì cái tiêu đề của bài báo đó thì người ta đánh đậm lên là người ta không có tin tiền nó có chạy nhầm chuông hay không. Nó đúng là người dân người ta không tin nó bất cứ một cái gì mà mấy ông cứ kế hoạch mà mấy ông đưa ra là người ta bảo vẽ lên vẽ ra để mà kiếm ăn chia chác với nhau thôi. Rửa đường thì nó nhè cái đường nào mà tôi sợ nhiều khi là ngày xưa anh nhớ con đường mà nó có những con đường cong mềm mại đấy, đường làm đường mà nó còn cong thì rửa thì nhầm nhò gì nhá. Tao kỳ này thì được, cũng sau cái đợt rửa đường này sẽ có một số các cán bộ đảng viên ăn tiệc mừng rửa xe. Anh nhớ Việt Nam xe mới đó, mua xe mới đó. Rửa xe, rửa nhà đó nha, chuẩn bị lên đi lon là phải rửa lon đấy bà con, chuẩn bị đi nha. Rồi mời anh. Việt Nam Net: Thủ tướng nói gần 100 cán bộ cao cấp bị xử lý là cái giá phải trả không ít. Thủ tướng cho rằng gần 100 cán bộ cao cấp bị xử lý thời gian qua là cái giá phải trả không ít, để cho thấy đảng nghiêm túc, chính phủ nhìn thẳng sự thật. Thưa quý vị, ai cũng biết cái chuyện mà cái thời gian vừa rồi mà cái lò của bác Trọng mà nó nóng đó, đốt liên tục đó, là tại vì thứ nhất là bác cũng cần phải thanh toán một số đối thủ chính trị. Rồi, ngày xưa nó đi theo cha A, cha B, cha 3, cha 4 gì đấy. Nó không có bỏ phiếu cho mình. Mình phải đốt nó. Mà chút xíu nữa là mình mất cái chức tổng bí thư rồi. Cho nên phải đốt nó. Chứ không nó đốt mình. Chứ không thì nó chắc chắn là như vậy, mà nó lại nó đốt mình. Có nhiều cái đốt đưa ra tòa xử, có những cái đốt thì nó tàn nhẫn hơn. Quý vị cũng biết là chẳng như vụ ông Trần Đại Quang vân vân thì người ta vẫn đặt những câu hỏi lớn đó. Hay là những vụ té lầu rồi đại khái. Vâng. Thì 100 cán bộ cao cấp bị xử lý là cái giá phải trả không ít. Nếu mà nói đúng cái giá phải trả này đó, theo tôi, chúng tôi ở ngoài, chúng tôi không dám, không có cái gọi là khả năng hay là có điều kiện để mà điều tra hết. Nhưng mà cứ theo những cái gì chúng tôi đọc trên báo chí và một số những cái đại biểu mà phát biểu trong hội, cũng như một số cán bộ cao cấp á, họ nói rằng là, chứ có ông thì nói là có cả một bầy sâu. Đó là ông Trương Tân Sang nói. Có ông cả bầy sâu. Có ông thì nó, có bà thì bảo là cái gì nó cũng ăn. Nó ăn nó không chừa cho ai cả. Thế mà xử còn trăm đưa. Xử trăm đưa. Ồ thì ít thế. Nếu mà cái tỷ lệ một đảng mà có tới 3 triệu đảng viên mà chỉ có 100 người sai trái thì cái đảng ông nó thuộc lại gần như là thánh rồi. Chỉ tiếc rằng sự thật không phải như vậy. 3 triệu đảng viên mà những cái thằng có nắm có thực quyền, có ăn được cái chỗ mà ăn được, cho mình cho 2/3 nó không ăn được đi. 1/3 thì 1 triệu thằng. Chừng nào mà ông có thanh toán được 1 triệu thằng muốn đưa ra tòa ông xử thì bây giờ người ta mới tin ông. Không, thanh toán luôn 3 triệu thằng luôn cho nên 3 triệu thằng cho nên đỡ rồi. Kinh mà. Chúng tôi xin tạm ngưng phần 1, khi trở lại phần 2 thì chúng tôi sẽ nói thêm một vài bài báo nói cũng nói về cái đường cao tốc nữa nha. Sao tới trễ vậy? Cơ sở y tế quá xa, chính phủ cần phải mở thêm vài cái trong khu này. Điều này có thể thực hiện được nếu chúng ta có thêm đại diện chính quyền để nói lên nhu cầu chung. Thôi thôi đi, hai ông nói đều đúng rồi, nhưng mà nói không chẳng làm được cái gì đâu. Mình phải điền vào thống kê dân số 2020 đi. Nó sẽ giúp xác định ngân sách tài trợ cho những thứ như dịch vụ y tế nè và đại diện trong chính quyền nữa. Nếu muốn có tiếng nói thì mình phải trả lời ngay trên mạng hoặc qua điện thoại đi. Hoàn thành thống kê dân số tại 2020census.gov. Điều gì làm cho nước mắm Red Boat đặc biệt hơn tất cả? Tung lưới bắt được những cá cơm thật tươi trên vùng biển sạch nhất tại đảo Phú Quốc. Cá cơm được ướp ngay trên bon tàu để giữ độ tươi. Dùng theo phương cách gia tộc cổ truyền trên 200 năm truyền lại.
The idea very much resembles like extra virgin olive oil, where the olives are pressed and you get the first pressing, which is kind of a hallmark of olive oil fish sauce. Nguyên chất tinh khiết chỉ với hai thành phần chính là nước mắm nhĩ duy nhất được nhập khẩu tại Hoa Kỳ qua chấp thuận PTO với độ đạm đến 40%. Red Boat Fish Sauce là nước mắm nhĩ duy nhất cho mọi bữa ăn trong gia đình. Keiko Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản, kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Keiko Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Keiko Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Keiko được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay: Mekabu 160mg, Mojuku 80mg, Agaricus Powder và Mycelium Powder 40mg, Cordyceps sinensis Powder 10mg. Mekabu và Mojuku là hai thành phần chính để tạo nên Keiko Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất. Keiko Fukuden đang được bán tại đài quê hương giá 250 Mỹ Kim một hộp 120 viên, uống trong 4 tháng. Xin quý vị gọi cho đài quê hương 408-645-5575 hay 408-645-5580. Thưa quý vị, tại sao chúng tôi lại nói tới cái đường cao tốc là bởi vì như thế này, chúng tôi cũng lo lắng là cái người ta so sánh, báo trong nước so sánh đó là bên Tàu, một cái tỉnh mà nó làm 2.000 cây số trong vòng 3 năm, Việt Nam mình 35 năm làm 400 cây số. Thì bây giờ nó có một vấn đề khác nữa là báo Tiền Phong nè, tại sao đề nghị doanh nghiệp nợ đầm đìa làm đường cao tốc? À, tức là bây giờ cái đường cao tốc phải cho một cái doanh nghiệp ra đầu tư nó làm. Nhưng mà công ty Sông Đà đang nợ ADB khoảng 114 triệu đô la nhưng không có khả năng trả nợ gốc và lãi vay đến hạn. Công ty mẹ vay 79 triệu, người ta kê đây là tất cả những cái chi nhánh đó, tổng cộng tới 114 triệu. Riêng nợ gốc lãi vay, phí cho vay lại đến hạn của cổng công ty thì tạm tính khoảng là 6 triệu 1. Thì những cái công ty này đang mắc nợ. Nhưng mà bây giờ người ta lại đề nghị cái công ty này nó làm đường cao tốc. Thì tôi thấy được cái tính nhân bản trong cái đề nghị này. Dạ. Nó mắc nợ thì giờ cho nó làm, nó lấy tiền nó trả nợ. Đúng, mà đúng cái đó anh Hồng Tân nói cho. Đúng, đó là cái lý luận mấy ông đưa ra đó. Mấy ông nói như vậy đó. Mấy ông nói bây giờ, trước hết, mấy ông nói là bây giờ người dân ta kêu và nhất là kinh nghiệm của cái thời gian vừa qua đó. Thì hình như là không cho nước ngoài nó thầu làm. Tại vì anh cũng biết nước ngoài này nó ở đâu cái gì Phong ạ. Thì trước giờ cho các công ty Trung Quốc nó thầu làm. Thì nó có đội giá, nó làm bà làm ẩu tả vân vân. Thì bây giờ và dân người ta cá thán rất là nhiều và nhất là dân bây giờ Việt Nam không có thích tàu, người ta không chấp nhận, thì mấy ông không đưa tàu vào được.
thì mấy ông bảo thôi để cho người trong nước làm. Và thứ hai, công ty đang thua lỗ, đây là cái cơ hội đưa cái công việc cho cái công ty đó để công ty đó làm việc tốt đẹp thành công thì có tiền để mà trả nợ. Đó là các ông nói như vậy, các ông nói với nhau như vậy. Còn bao nhiêu, các ông chia phần bao nhiêu, ông nào 6, ông nào 4, ông nào 7, ông nào 3, ông nào 8, ông nào 2 thì cái đó chúng tôi không biết. Đó là chúng tôi chỉ kể lại những cái điều mà chúng tôi đọc được trên báo thôi. Nhưng mà tôi sợ như thế này, bây giờ lấy tiền vô, tiền đó để làm cho công trình. Thế thì thay vì lấy vô 10 đồng, hôm nay lên nó bù tiền nợ hết 9 đồng, còn 1 đồng làm xe đường cao tốc thì chết dở không? Đó là anh Hoàng Tuấn sợ thì nó đúng, nhưng mà tôi sợ cái khác. Giờ sao? Thì nói quý vị, là nó làm thua lỗ đâu phải là tại vì thua lỗ đâu, đâu phải làm dở thua lỗ đâu. Tại làm giỏi quá với thua lỗ, nó ăn hết thì nó thua lỗ, phải không ạ? Mà cái thằng nó đã có kinh nghiệm tham nhũng, kinh nghiệm bòn rút, kinh nghiệm mà rút ruột rồi đó. Anh nghĩ anh có thể tin được nó làm cái công trình mới tốt hơn không? Thì làm sao mà nó làm được? Nó đã tham nhũng hối lỗ, nó quen rồi. Đi vào một cái vòng luẩn quẩn, đi vào một cái vòng luẩn. Ngày xưa anh không nhớ là ngày xưa là đồng chí là chiến sĩ đặc công. Khi mà đồng chí ra là làm công ty xây dựng, làm đường làm đâu nó sập đó, làm đường nó sập đó. Lý do? Tại vì cái máu đặc công nó trong người. Đặc công là chỉ có phá thôi. Là phải làm sập cầu hư đường. Cho nên là ngày xưa nó làm đặc công. Chiến sĩ đặc công bây giờ nó làm bên giám đốc xây dựng đường, cầu đường. Cho nên làm đâu hư đó, làm đâu hư đó. Cứ luẩn quẩn thôi quý vị. Có một điều tôi thắc mắc, tôi hỏi anh như thế này nè. Sao nữa? Ở trong nước đó, chế độ cộng sản thì người ta có cái phong trào là phê và tự phê. Anh là một cán bộ nhà nước, một đảng viên, khi anh thấy anh sai, anh phải đứng ra anh tự phê mình. Thì đó là người ta hoan nghênh. Thế thì bây giờ nếu một người đảng viên trung thực á, tôi thấy tôi sai tôi phê, nhưng mà tôi thấy tôi đúng tôi phải khen tôi chứ. Đúng rồi. Tại sao phản đối? Thì đây, bao tuổi trẻ nè, cán bộ thi đua tự đưa tên mình và vợ vào danh sách khen thưởng. Tự ý đưa tên mình vào danh sách hoàn thành tốt nhiệm vụ, không thông qua lãnh đạo và tập thể xét duyệt. Chuyên viên phụ trách thi đua của phòng giáo dục và đào tạo huyện Đức Hòa, Long An đã bị Ủy ban nhân dân huyện quyết định hủy bỏ quyết định khen thưởng. Thì ông này đó, ông là tên là ông Phong ha. Được, ông là Trương Liên Phong. Thì ông đưa vào danh sách khen thưởng rồi, không phải đưa mình ông luôn. Đưa vợ ông luôn. Tự đưa vợ luôn cho chắc ăn. Vợ ông là giáo viên trường mầm non. Vợ ông được là phụ nữ điểm 10. Cái này mình mới thông cảm. Vợ mà không đưa phụ nữ điểm 10 cho chết à? Không lẽ con đưa mụ hàng xóm điểm 10? Vợ là lúc nào cũng điểm 10. Cho nên ông này chúng tôi rồi hoan nghênh ông này. Ông còn nếu mà nói bằng khác là nếu mà anh ở trong cái cương vị đấy. Cũng làm giống hình như vậy phải. Thứ nhất, tại sao tôi là cái người tự phê bình, tôi làm điều sai trái thì tôi làm giỏi, vẫn phải cho tôi nhận cái tài của tôi chứ. Thứ hai, vợ tôi được điểm 10, tại sao các ông cứ phê bình đó là tại sao vợ các ông đi con bây giờ mấy ông mà lôi thôi bỏ bê vợ ở nhà là đi ra ngoài thì các ông cũng phê bình. Chứ tôi cho vợ tôi điểm 10 mà cũng không cho là sao? Có khi nào tôi cho vợ hàng xóm điểm 10, vợ tôi thì lúc đó là mới lôi thôi chứ. Cho nên tôi thấy rất là rắc rối. Tôi hoàn toàn phản đối, và nếu mà tôi có điều kiện tôi sẽ tranh đấu cho ông này. Ông bị tố cáo và bây giờ Ủy ban nhân dân huyện quyết định là hủy bỏ quyết định khen thưởng đó với ông. Bất công, bất công quá đó. Một con người khi làm sai thấy mình sai, nhận lỗi với đảng và nhà nước, khi làm giỏi tự thấy mình giỏi, và thứ hai nữa là cho vợ mình điểm 10. Anh quý vị thử nghĩ, trên thế giới này có thằng đàn ông nào mà nó cho vợ điểm 10 không? Hiếm lắm, rất là hiếm. Mà tôi làm được như vậy đấy. Nhiều khi nó chỉ cho vợ thằng hàng xóm điểm 10, cũng vợ nữa là nhiều khi nó còn cho điểm âm nữa. Cho nên là thưa ông Trương Liên Phong, nếu mà có nghe được thì hy vọng là chúng ta sẽ liên lạc với nhau, chúng tôi sẽ tranh đấu cho ông nhé. Thời gian vừa rồi có cái cuốn từ điển mà như người ta nói là cái từ điển chính tả mà nó bị sai lỗi nhiều quá. Thì bây giờ người ta thắc mắc, người ta phỏng vấn, thì đây là báo Người Lao Động phỏng vấn của cái ông tác giả, người chủ biên cái cuốn từ điển chính tả tiếng Việt. Từ điển chính tả mà nó là sai chính tả. Đúng rồi. Hỏi giáo sư tiến sĩ Hà Quang Năng. Ông ấy nói như thế này: chủ biên sách nói đó là mục đích biên soạn, tức là cái việc mà sai chính tả là mục đích biên soạn. Là cháu. Tiến sĩ, phó giáo sư tiến sĩ Hà Quang Năng, chủ biên cuốn từ điển chính tả tiếng Việt, sai lỗi chính tả, nói không coi những cái đó là sai. Và ông nói rằng những cái story đó là lý do lý ông nêu ra cái ý kiến của ông là như vậy này. Ở ngoài người ta nhiều cách nói lắm, ok, tức là người nói theo kiểu này, người nói theo kia, ông cứ đưa ra rồi để cho mọi người nhận xét, mọi người phê bình.
rồi cho nên là những cái mà trong đó mà thí dụ ông trích, tức là ông viết lại, ông thực sự ông một người khác viết, ông làm công việc nhuận sắc, là người chủ biên, có thể đàn em của ông, mà nó sai thì là người ta nói sai, tôi ghi lại vậy thôi, người ta nói cái đó không có đúng, người ta tưởng vậy mà ta nói như vậy thôi. Nhiều cái thí dụ khác nhau được đưa ra thì ông nói là như vậy, ông chỉ ghi lại thôi. Nhưng mà nếu mà ông nên đổi tên cái cuốn sách, đây là cách nói trong đó, dân gian chẳng hạn như vậy. Còn cái đây đã dùng cái chữ tự điển chính tả tiếng Việt. như thế thì ví dụ như bây giờ một người ngoại quốc người ta học tiếng Việt, đúng rồi, người ta lấy cái này làm tài liệu thì chết dở không? Thì chết dở rồi, hay là con cháu mình chẳng hạn như 50, 70 năm sau, thế lúc nó cãi nhau, hai đứa nó cãi nhau không biết ai đúng ai sai, cái nó đưa ra tài liệu bằng chứng đã xuất bản từ năm bao nhiêu, tôi chỉ sợ như thế này anh. Sao từ điển chính tả nó lại bỏ dấu ngã. Nên là đến đó là chính tả đây là chết dở. Yeah. Tại sao mà nói thế thì tại người ta nói thế. Mà chúng ta không biết là mặt trơ chắn lắm sao mà lên mà nói được những câu như vậy mà ở Việt Nam bây giờ nó có nhiều cái điều phi thường lắm anh, là hồi mấy năm trước thì có ông sửa cái truyện Kiều. Ông sửa truyện Kiều lại. Lý do là ông nói là sao phải không? Tại vì truyện Kiều nó rắc rối. Ông phải sửa lại cho nó đúng. Thưa quý vị, tác phẩm của người ta thì mình chỉ cái việc xem rồi mình giải thích cho mình tìm hiểu, nhớ là mình tự động mình sửa lại cho nó dễ hiểu. Đó. Thì năng nhân nói về cái chuyện chữ nghĩa thì chúng tôi cũng chả có chữ nghĩa gì về cái điều chính tả của ông đó thì tôi nghĩ nếu mà bỏ dấu ngã mà cũng không sao. thì đó không phải lỗi của ông ha. Mà đây anh nghe nè, bây giờ cái tin này nó nhẹ nhàng hơn. Hội thảo thơ Hà Nội sức sống mới sau 45 năm thống nhất đất nước. Anh nên nhớ rằng là người ta nói về Hà Nội ha, nói về tổ chức một buổi hội thảo sau 45 năm thống nhất đất nước thì cũng có các gương mặt nhà thơ được yêu mến như là Hoàng Dụng Câm, Nguyễn Việt Chiến, Hoàng Việt Hằng vân vân. Thì trong này người ta nhắc lại những án thơ, những án văn hay là ca dao tục ngữ nói về Hà Nội. Điều đó rất là tốt. Dưa la húng láng, ngỗ đầm cá rô đầm xét, sâm cầm hồ tây vân vân. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. Và người ta có nhắc lại những bài thơ trong thời phong kiến như là Thăng Long Thành Hoài Cổ của bà Huyện Thanh Quang vân vân. Và những thơ của Quang Dũng như là Mắt Trừng Gửi Mộng Qua Biên Giới Đêm Mơ Hà Nội Dáng Kiều Thơm trong tác phẩm Tây Tiến, hay là Em Ơi Hà Nội Phố vân vân, rất nhiều những bài thơ bài nhạc thì rất là hay. Chúng tôi đọc tôi lý thú lắm. Nhưng có đoạn này tôi hơi lo anh ạ. Sao? Tôi lo từ bởi anh nhớ cái thời mà ông Tố Hữu không? Sao? Ông là thơ phải chiến đấu. Anh nhớ là ngày xưa là đảng và nhà nước dạy là ở ngoài Bắc, xin lỗi quý vị, cán bộ ngoài Bắc cái vô động nào là nay ở trong thơ nên có thép. Nhà thơ cũng phải biết xung phong. Đấy, thì có một anh đại tá mà gọi là bộ đội phục viên đó. Lúc mà anh về ở Biên Hòa đó, tôi có uống rượu chung thì lúc đó ông về vườn rồi. Về uống rượu chung với mấy anh em cũng thuộc ở ngoài Bắc vô mà là thuộc dạng mà thức tỉnh. Thì lúc ổng về vương rồi, ổng nuôi heo anh ạ. Ổng bảo là nay ở trong thơ nên có cám. Nhà thơ cũng phải biết nuôi heo, bây giờ ta đang nuôi con heo. Thì bây giờ nó như thế này, ông Hoàng Nhuận Cầm ổng nhận xét là sau ngày thống nhất đất nước là năm 75 đó, đề tài về chiến tranh tiếp tục trải dài trong thơ ca về Hà Nội, và đó là các vần thơ về nỗi niềm của người lính, nhớ về chiến trường, nhớ về người đã khuất, về nhân tình thế thái và vấn đề hậu chiến. Thì chuyện không nói làm gì. Nhưng bây giờ nó là vừa rồi các nhà thơ Hà Nội đã chiến đấu rất ghê cho sức sống mới, tức là họ coi việc cuộc chiến chống Covid-19 như chống giặc, cũng có hào khí và hào hùng, các nhà thơ thành chiến sĩ và trang giấy thành chiến lũy. Và Hội Nhà văn Hà Nội đang tuyển chọn để in thành một tập thơ về chống dịch Covid. Chúng tôi nghĩ rằng những nhà thơ ở Hà Nội, những người mà đứng từng tộc, đừng xin lỗi quý vị, từng đọc, chúng tôi cũng cả làm luôn, từng đọc những án văn án thơ về Hà Nội như là những bài thơ của Huyện Thanh Quang, Cao Bát Quát, Chính Hữu, Quang Dũng, Lưu Quang Vũ, Phạm Tuyết Dục vân vân, thì người ta sẽ khóc thét lên khi mà có những cái tập thơ mà về chống Covid. Ui giời, quý vị thấy cái thời đó, cái thời xa xưa, thời mà Tố Hữu đó làm thơ tuyên truyền, thì bây giờ làm thơ mà chống Covid là sao? Thơ là nó xuất phát từ cái rung cảm thực sự. Anh như là cái bài mà Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội đó, cái bài mà nhạc sĩ Trần Quang Lộc viết đó, đó là ông phổ thơ. Thì bài đó rất là hay. Thì ông này hứa hẹn là để có những vần thơ như bà Huyện Thanh Quang, Cao Bát Quát, Chính Hữu vân vân, thì cần phải có thời gian để thẩm thấu và lắng động.
và ông tin rằng bây giờ là hãy chờ xem sẽ có cái tập thơ chống Covid. À, thế thì anh có ý kiến gì, anh có muốn đóng góp không? Thì tôi sẽ liên lạc đó để là có một vài bài thơ. Quyết tâm chống dịch Covid, khẩu trang trên miệng, tay thì rửa ngay. Thấy chưa? Tôi đã có, tôi được hai câu. Và tôi sẽ nghiên cứu và tôi sẽ liên lạc, tôi gửi về. Biết chừng đâu tôi sẽ là một người đồng. Anh là đại xuất sắc nhất đấy. Thì bây giờ tôi mới vừa đọc tới đây thì cái cảm hứng về thơ Covid tôi nó bật ra liền. Bật ra liền. À, cho nên tôi nhớ liền bây giờ, tôi nghĩ ngay trong đầu, tự nhiên đầu tôi là quyết tâm, phải có chữ quyết tâm, chống dịch Covid. À. Khẩu trang trên miệng, tay thì rửa ngay. Okay. Ê, rất là tôi đề nghị là nếu mà họ có tổ chức một cuộc thi thơ đó, mà thi thơ mà đoạt giải nhất thì đây có cái phần thưởng này. Là sao? Thì là có bài báo, có nhiều báo đăng, nhưng báo VN Express đăng thì chắc nhiều người đọc hơn. Dùng nước mương ô nhiễm sản xuất nước tinh khiết, tại nhỉ. Thế thì anh có cần thơ về cái đề tài đó. Công ty thương nghiệp hỗn hợp Phúc Hà bị đình chỉ hoạt động vì lấy nước từ con mương ô nhiễm, xử lý qua hệ thống lọc, đóng bình thành nước tinh khiết thương hiệu Vimas. Thưa, có hình ảnh rõ ràng nha. Ôi giời ơi, anh dám uống không anh? Nước, anh dám uống không? Tôi nghĩ chắc người Việt Nam mà ở bên Mỹ về thì không dám uống. Người dân Việt Nam ở Việt Nam thì biết cái chuyện này không dám uống. May ra thì bán được cho mấy cái cột đèn của Mỹ về Việt Nam chứ quá. Bị lừa. Kinh hoàng. Nào ăn. Ôi giời ơi, hay quá. Thôi thì thôi. À, xin tạm biệt quý vị. Bây giờ thì Hoàng Tuấn về phải lo nghiên cứu để mà làm thơ. Chúng tôi sẽ đóng góp và lần tới nếu có thì sẽ trình làng. Cảm ơn quý vị.